2:30 sáng, chúng tôi đến với Tôn Sáp, thuộc tỉnh Siem Reap, Campuchia. Nơi đây còn được gọi là sông nước ngọt lớn, nhưng trong ký ức của người Việt bao đời sống quanh khu vực này đều gọi với cái tên thân thuộc Biển Hồ. Khi chúng tôi tới đây, màn đêm vẫn chưa được vén lên, chỉ thấp thoáng quanh đó những chấm sáng nho nhỏ từ các ngôi nhà nổi lên đên trên vài nhánh của biển hồ. Tưởng chừng như chỉ có chúng tôi giữa màn đêm im ắng ấy, nhưng không phải vậy. Chỉ mới 2-3 giờ sáng thôi, đã có một vài người dân chạy xuồng ngang dọc trên nhánh sông này để bắt đầu cuộc sống mưu sinh của mình. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 3 giờ sáng, ba cha con anh Hồng lại chuẩn bị cho chuyến giăng cá lúc sớm mai. Cùng với chiếc xuồng máy, ba cha con anh lại băng băng qua nhánh sông này để đến với khu vực giữa lòng hồ rộng lớn, tìm kiếm những khoảng nước thích hợp để thả lưới bủa vây cá. Đi đánh cá cũng kiếm tiền rồi sống đắp đổi qua ngày vậy đó, làm một bữa khi cũng vài chục, 40-50 ngàn, 20-30 ngàn, cũng để kiếm tiền để nuôi con thì cũng có gì cũng khó khăn, cũng dễ dàng cũng kiếm ăn sống đồ lơ gai đánh cá đồ này kia gì đó. Như biết bao người dân Việt sống trên biển hồ, anh Hồng không nhớ rõ gia đình anh đã gắn bó với nơi này khi nào. Chỉ biết rằng từ thuở ông bà, cha mẹ, biết bao đời đã sống trôi nổi trên sông, vì cuộc sống mưu sinh mà gắn đời mình với nghề chài lưới đánh bắt cá. Và có lẽ các con anh cũng sẽ là những thế hệ kế tiếp theo gót tổ tiên, ông bà, cha mẹ mà giữ nghề này như một nghề truyền thống vậy. Bữa mình làm nhiều khi 100-200 ký, 50-70 ký, 40-50 ký, nó không bữa nào nhiều, bữa nào ít. Biển Hồ là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Nơi đây có nguồn thủy sản dồi dào. Vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, độ sâu của hồ chỉ chừng 1 mét và có diện tích chỉ khoảng 2.700 km2. Theo kinh nghiệm chài lưới của người Việt nơi đây, thì đó là khoảng thời gian thích hợp và dễ dàng nhất để thu hoạch nguồn cá lớn. Còn thời điểm mùa nước nổi, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, con sông Tôn Sáp quay ngược dòng chảy, đưa nước sông Mekong vào làm cho lượng nước hồ dâng lên đáng kể. Có nơi sâu đến 9 mét và tổng diện tích hồ lúc này lên tới 16.000 km2. Đây lại là thời điểm khá khó khăn để đánh bắt cá và cũng cần nhiều thời gian hơn. Sau khi thả lưới chừng 6-7 cây số trên lòng sông này, cha con anh Hồng phải chờ đợi vài tiếng đồng hồ mới có thể cuốn lưới lên được.
những mảng màu trắng của cá cơm cứ lấp lánh lên dưới ánh bình minh. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, hình ảnh người dân chài biển hồ càng đẹp hơn bao giờ hết. Và họ trở về nhà với cá đầy khoang lúc bình minh vừa ló dạng. Trở về ngôi nhà nổi của gia đình, anh Hồng và các con lại tất bật rã cá khỏi lưới. Những năm trước đây, người dân ở biển hồ phải rã cá thủ công bằng tay. Nhưng kể từ khi một Việt kiều nghiên cứu ra loại máy rã cá chạy bằng điện năng như thế này, công việc rã cá trở nên đơn giản và nhanh hơn rất nhiều. Nhờ thế mà cuộc sống của gia đình anh cũng bớt vất vả phần nào. Rời nhà anh Hồng, trên chiếc xuồng máy, chúng tôi lại đi một vòng dạo quanh nhánh sông này của biển hồ để thăm thú cuộc sống của người dân nơi đây. Những chiếc xuồng ghe buôn bán nhỏ lẻ cứ xuôi dọc trên nhánh sông. Nào bát cháo nóng hổi, nào tô hủ tiếu mộc mạc, ghe hàng ăn vặt, những cửa hàng tạp hóa nhỏ di động. Tất cả gợi nhớ về hình ảnh một ngôi chợ nổi thu nhỏ của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, nhưng nằm trên biển hồ Tôn Sáp, Siem Reap, Campuchia. Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nổi của ông Trần Văn Chi khi gia đình ông đang bận bịu sơ chế những chú cá cơm trước khi đem bán. Cũng như gia đình anh Hồng, gia đình ông Chi làm nghề chài lưới đánh bắt cá. Không biết từ bao giờ và vì lẽ sự nào mà tổ tiên của ông đã đến với biển hồ. Chỉ biết rằng nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của gia đình ông. Thì tôi thì đi ra ngoài biển làm nghề tép, tung với văn lưới này kia nọ. Ngoài ra không có làm được cái gì thêm nữa chứ. Chỉ vô mùa thì làm được, còn nếu mà chật mùa thì rồi làm cũng không được. Tép tung bây giờ năm nay cũng làm cũng không được. Bây giờ cắt cái này đang mà sống cầm thật. Gia đình chị Nguyễn Thị Xiên nằm đối diện nhà ông Chi cũng từ lâu gắn bó với cảnh sông nước ở biển hồ. Nhà chị cũng được xếp vào dạng đủ ăn đủ mặc ở đây. Ngoài những ngày chồng và con chị đi đánh bắt cá, thì gia đình cũng tự nuôi cá để cung cấp cho các nhà hàng của người Campuchia trên biển hồ, phục vụ cho du lịch. Phần lớn, cá nuôi ở đây được mang từ sông nước miền Tây Nam Bộ của Việt Nam sang. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình chị cũng đỡ cơ cực hơn rất nhiều. Quýnh lứ, có tiền thì mặn ngày lớn chút đi, không có tiền thì đi mặn bạn ta. Có làm đủ thứ hết trơn á, ai có tiền làm ngày lớn đi, lứ không lứ hoàng đi quánh. Nào không có tiền thì đi mặn thuê mặn mướn cho người ta. Cá này ở Việt Nam người ta đem lên, người ta lấy đem lên đây bán. Người Việt cái này nè đi xuống dưới lấy đem lên trong lơ trong bờ đó. Miên cứ mua lại. Nhà nó thấy 5 người về chợ về chồng về con cái 5 người đi văn lưới hết 3 người. 3 giờ chiều, 9 giờ tối văn cái cơm này nọ đó. 200 kg về khi 300, 200 gì đó. Dính nhiều thì được nhiều, dính ít thì được. Kilo có 500-600 bạc á.